xe đạp xe ngành còn thịnh hành không anh? Hả? Hỏi câu thừa. Xe đạp xe ngành là một thương hiệu lớn, làm sao mà không thịnh hành được? Vô Tâm Đức mà coi. À, được hai chiếc. Đấy. Thì đây là hai chiếc xe của xe đạp Giant mà bên mình đang kinh doanh. Đó là những dòng xe đạp đua cao cấp và chuyên nghiệp. Đó là con Giant Propel 1D mẫu 2024, 103.550.000. Và một cái con xe đạp Giant Propel phiên bản 2024 ADV2 74.300.000. Thì tại sao bên mình chỉ còn hai mẫu này các bạn? À, những mẫu xe đạp Giant đó, nó sẽ trải dài từ cái phân khúc xe đạp touring nè, xe đạp địa hình nè và xe đạp đua chuyên nghiệp, trải dài hết các bạn. Mà đối với các quý khách hàng mà mua xe đạp Giant á thì đa số là các bạn sẽ nhắm đến những dòng xe chuyên nghiệp như thế này. Tại vì thứ nhất, Giant có thương hiệu. Thứ hai, Giant có công nghệ sản xuất khung carbon. Thứ ba, Giant đạt được chứng chỉ UCI. Thứ tư là Giant đã từng tham gia các cuộc đua lớn như Tour de France. Khi mà các bạn mua xe đạp Giant mà ở cái tầm cỡ xe đạp cao cấp như thế này, thường là các bạn sẽ có kinh phí cũng như là các bạn dường như là các bạn gần giống với một vận động viên rồi. Các bạn sẽ mua những dòng xe này, các bạn sẽ tin tưởng hơn rất là nhiều, cũng như đem đi thi đấu các bạn cũng tin tưởng về cái chất lượng của con xe. Và khi mà các bạn đến với Tâm Đức á, để mà các bạn chọn một cái con xe như là touring đi phố địa hình, mà các bạn mua một cái hãng khác á, giá rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà bộ phụ tùng thậm chí là nó còn hơn cả con xe đạp Giant trong cùng phân khúc. Mình lấy ví dụ nha, đây là cái con xe đạp UCC. Thì đây, cái 8.300.000 các bạn không thể nào mua được cái con xe đạp Giant mà với cái bộ phụ tùng nó tương tự như vậy được. Đây là phanh dầu của Tektro nha, kể cả con heo dầu nó cũng là heo dầu của Tektro. Con xe này mà nó mang cái thương hiệu Giant á thì bán đâu đó khoảng 15-16 triệu, có khi gần là gấp đôi cái giá này. Thậm chí một cái con xe đạp Giant SCR là một trong những phân khúc xe khung nhôm tốt nhất của dòng xe đạp Giant về mức giá, nhưng mà lâu đó nó cũng khoảng 15-16 triệu đồng chúng ta mới mua được con xe Giant SCR các bạn. Và các bạn xem đây, nếu như cùng một mức giá hoặc rẻ hơn con này là 14.600.000 là các bạn mua được con Life. Đố các bạn khung carbon hay khung nhôm luôn. Rồi, con xe này nó sẽ sử dụng một cái ngôn ngữ thiết kế, đó là cái tay lái như là những con xe khung carbon luôn. Con xe ra nào làm được như thế này các bạn, đối với những phân khúc tầm trung như thế này. Và tiếp nữa, đó là bộ phụ tùng của nó, Shimano Tiagra. Không có con xe Giant nào mà trong cái mức giá này nó có thể có được cái Shimano Tiagra cũng như là cái độ nhẹ như thế này. Đấy, con xe này nói một ngón tay là quảng cáo, một tay, à riêng một tay nhá, tại khung nó là khung nhôm nhưng mà nó đẹp hoàn thiện còn hơn cả con xe Giant nữa. Đây, không mối hàng nha các bạn, và làm rất là tinh xảo luôn. Đấy, đó là một trong những cái để mà giải thích cho các bạn biết tại sao xe đạp Giant đối với touring là không thể nào cạnh tranh được với lại những cái hãng khác như là Life, Java hay Sava hay Twitter trong cái phân khúc mà dưới 20 triệu được về cái độ đẹp. Còn về cái thương hiệu thì chắc chắn Life này không thể nào so sánh được với lại thương hiệu của Giant. Còn đối với những dòng xe đạp mà leo núi, Giant mà đem đi so sánh thì chỉ có cái thương hiệu thôi. Về bộ phụ tùng các bạn coi nhé, con xe này 13.600.000, phanh dầu của Tektro nha các bạn, phụ tùng của Shimano Deori đàng hoàng, có cả các khóa phuộc các thứ đầy đủ option trên cái con xe như thế này. Và khung nó cũng là khung nhôm mà bảo hành 5 năm và thương hiệu Trinx cũng là một trong những cái thương hiệu lớn. Ngoài ra các bạn có cả cái phuộc e nữa, nghe cái thông số mà nói chung là trên xe đạp Giant chỉ có ước mơ mới có thôi. Đâu đó các bạn mua con xe đạp Giant trong cái cùng phân khúc con xe mà bộ phụ tùng như thế này rất là cao tiền. Bộ phụ tùng của nó nhé là Shimano Deori, và cái clip là những dòng clip chuyên nghiệp dành cho các bạn đi leo núi. Con xe này đúng chất là chuyên nghiệp đi leo núi luôn, tại vì cái clip lớn có thể giúp cho các bạn có cái lực kéo lớn để các bạn có đề đạp lên dốc rất là nhiều với con này. À, Shimano Deori đàng hoàng, khóa các thứ. Nói chung là trong tầm giá này mà các bạn muốn mua bộ phụ tùng như thế này mà của xe đạp Giant đó, ôi rồi ôi luôn. Là với thương hiệu Trinx là một thương hiệu thấp hơn Giant một tí xíu, cho nên là với các bạn nào mà chúng ta có ít kinh phí hơn nhưng mà chúng ta muốn có con xe chất lượng hơn thì chúng ta có thể tìm được cái thương hiệu khác, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều về cái chất lượng. Còn nếu như các bạn nào mà chúng ta không còn quan tâm về tiền,
các bạn đã dư tiền rồi nhưng mà các bạn muốn đi chung với bạn bè của mình là một cái con xe cao cấp và thương hiệu lớn, thì các bạn phải bỏ ra một cái kinh phí nữa để các bạn mua cái thương hiệu đó thì nó mới được cái bộ phụ tùng như thế này. Nếu như các bạn dán cái tem Giant lên thì giá nó phải gấp đôi thì các bạn mới mua con xe này được. Còn về những xe đạp touring á thì các bạn sẽ có Giant Escape 1, Escape 2, Escape 3, cao cấp nhất luôn là Escape 1 nhé, là con xe đạp của Giant. Thì trong một cái mức giá gọi là 13.900.000, ở đây là con Twitter R5 tay ngang, thì các bạn mua con xe này khung carbon cũng như là các bạn có được cái tốc độ cao, thời trang hơn rất là nhiều so với con xe đạp Giant. Thì ở đây các bạn có cả một cái bộ truyền động giò dĩa đề sau, đề trước và cả cái giò dĩa ở đây đều là trung rỗng nha. Và bộ truyền động của Reese Robert, và đây là một bộ truyền động cao cấp của hãng luôn. Dưới 20 triệu đa số các xe, các bạn thấy nè, các bạn thấy nè, ở khung phân khúc dưới này nè, thì Giant không thể nào cạnh tranh được về mẫu mã, về bộ phụ tùng, về mức giá trang bị trên con xe, cũng như là nhiều cái sự lựa chọn cho các bạn khi mà các bạn mua một cái hãng khác. Cho nên xe đạp Giant hiện tại thì cá nhân mình đánh giá cũng như cửa hàng mình đánh giá là sẽ nổi bật nhất là ở những dòng xe đạp đua ở phần trên như thế này, đạp đua tay công, cạnh tranh với lại Sava, Twitter, thì Giant sẽ nằm ở cái phân khúc xe đạp cao cấp và tiệm cận với một vận động viên. Vì thế xe đạp Giant ở cửa hàng mình 2 chiếc xe đạp đua chuyên nghiệp. Nếu các bạn nào cần thêm thông tin chi tiết về xe đạp Giant hay là những mẫu xe đạp khác, các bạn có thể liên hệ bộ phận kinh doanh của Tâm Đức được tư vấn thêm. Còn bây giờ thì chúc các bạn tìm ra được một cái con xe touring, địa hình và con xe đạp đua ưng ý với mức giá hợp lý